Bây giờ anh mới lên đây. Hello, xin chào mọi người nhá. Mọi người có nhớ ngôi nhà này không? Cũng tầm này năm ngoái là mình lên bắt hai con chó tơ ở nhà này, sau đó có đi lên đồi tét. Và con mẹ này lại hai con đấy là con của bầy trước phải không nhỉ chú? Con này ạ? Ừ. Hai con đấy cùng đàn á? Không, con này khác đàn chứ. Con đực đấy khả năng lứa trước hơn nữa phải không? Ừ. Còn con này bây giờ mới bắt đầu đi tơ sao? Đi tơ xong rồi à? Hay chưa? Vẫn đang đi tơ nhỉ, hỏi cái bé này nó ở nhà này. À thế à? Vẫn đang đi. Đây còn con mẹ này vẫn đẻ tốt nhỉ? Con mẹ có đẻ mỗi hai con à? Đúng con này nó chết rồi, còn một con nó còi. Ôi. À. Con xám xám cái đực. Cái này hôm nọ định mua ấy là lúc bán lúc không giờ lại đổi ý không bán nữa. À, con đấy bị còi à? Không sao đâu, hôm qua vừa đi săn phải là tối qua đúng không? Đi về đấy. Con già này giờ còn đi được không? Mình không muốn cho nó đi nữa, gặp thầy nó hay mề già quá nó không chạy. Đấy, con mẹ này vẫn đẻ tốt phết rồi nhỉ? Bốn con, một con chết, con này nó khỏi. Con này là con của, vẫn là con của nó à? Ừ, con của nó. Đẹp phết rồi nhỉ? Đúng cái dòng chó, cái bầy trước nó cũng giống giống nhỏ nhỏ nhỉ? Con này được cái mũi đẹp nhỉ? Con đấy là bầy trước, con vàng này, bầy sau. Con anh, con này. Con này, con này, không phải đến đàn này. Đấy, con kia phải, con kia phải tầm hơn tuổi rồi. Con này 2 tuổi hơn rồi. À, thế à? Thế là chắc năm ngoái anh bắt đợt đấy xong là đẻ lứa sau là khả năng để lại. Năm ngoái anh bắt cũng tầm này ấy nhỉ? À không, cũng tầm này thì phải. Thế trước con này thì tầm khoảng 13 cân nhỉ? 13-14 cân. 13-14 cân. Anh cứ xem con đực này chắc ông cũng... Ừ. Con đực này thì... Được nếu nhà... Bây giờ thì nhà mấy con kia? Mẹ đuôi bông lau. Con đực này sở trường gì nhỉ? Chuột. Càng cửa ác lắm. Nó vào hang nhưng rồi một con thì bắt được, một con thì lại phải đánh cạm bởi vì nó vào hang sâu quá đi. À. Con này lưỡi đốm, con này được cái mũi đẹp này. Cái kia là con em đang đi tơ, nếu mà không tách cẩn thận thì con này nó lại phối vào thì ở đây thì cứ thả rông thôi nhỉ. Con mẹ nó không huyền đề mà ra lứa nào con cũng huyền, cũng huyền đề đơn nhỉ. Đúng con đực nào. Ừ. Đi hỏi con đực rồi xem quyết. Hôm nọ thì mình định mua con chó cái này, nhưng mà chủ nhà sao lại đổi ý lại không bán nữa. Đấy, nên cái con đực kia nữa. Đây là hai anh em. Chủ nhà đi vắng rồi tí nó hỏi xem con bán không. Nấu cơm chưa? Dạ. Chủ nhà lại không có ở nhà anh em ạ. Bây giờ mình phải đi xem con chó khác thôi. Để lúc điện lại để đàm phán sau. Đây anh em ạ, lại sang xem một con chó đực non nữa. Con này khá giống con tên là Bốc. Hiện tại nó đang ở trong Lâm Đồng. Con này sở trường là săn chồn đèn, ở trên này gọi là Bắc Binh nhỉ? Chồn đèn, bạc má và săn sóc. Cây mèo được đuổi ra nào chứ con này? Nó đuổi theo đàn cây mèo mới lại cây mướp. Cây mèo, cây mướp. Nói chung là cái đàn săn là... Con này tầm 1 tuổi thôi nhỉ? 1 tuổi, tầm 13 tháng. Ờ, 12-13 tháng. Con này mũi cũng khá đẹp đấy. Chắc tầm khoảng 13-14. 13 cân. 13 cân. Nó 1 tuổi. Chân tay cũng khá đẹp. Nó ham nhất là chuồn đèn à? Ừ, ham chuồn đèn với sóc. Ừ. Kể cả một mình tự đuổi chắc đuổi. Ừ. Chuồn đèn là nó đuổi ác lắm. À. Con này thì anh thấy bọn em hay đi săn đêm đúng không? Ừ, Tống, Tối qua vừa đi nhỉ? Ừ. Hôm qua đi mấy giờ vậy? Qua đi 11 rưỡi về. Không gặp gì à? Nói chung là đồi mình nó chỉ gặp vài cái con thú thôi. À.
Con này lưỡi nó có nhiều hang đá, nó đuổi nó toàn chạy vào hang đá. Lưỡi cũng đốm nhiều. Con này đi nó có chịu khó chịu sụp không? Chịu sụp đấy anh ạ. Nhìn đầu nó lì, lầu nó lì phết đấy. Hiền không? Sao được? Hiền mà anh khả năng. Dạ vâng. Tên nó là gì? Tên nó là Đen. Đen à? Đen cho Tư. Xích chiếc thoải mái Huân. Đi đàn nào cũng được phải không? Đi tới đàn nào cũng được. Giờ này ghép đàn, chó này ghép đàn rất dễ. Đuôi cong thẳng sống lưng. Này có đuôi rất dẻo. Tai dày đấy. Tai dày đầu nhỉ. Cái trán con này cao ấy nhỉ. Cái xương trán này. Đây sao. Giữ giữ. Con này có xương trán này nhô cao. Nhiều người thích nhưng cho nó. Lại xem mũi đẹp. Mắt đỏ. Đúng chó tầm này đã khá rồi, tầm khá rồi. Đẹp thì không phải đẹp, xấu thì xấu. Và con chó này nuôi thì còn lên nhỉ? Nuôi nó còn lên. Đã nói chắc tầm 14 15 cân. Ừ, thế rồi. Con chó nó phải giỏi, nó phải tầm tổng 2 tuổi mà chúng nó phải chỗ nhiều thú. Nó ít thú thì nó không. Con này nhìn thể trạng nó cũng cái nhìn cũng khỏe mạnh. Con này chuột nó có ham lắm không? Nói chung là tầm con này là đàn là săn cái gì nữa. Con này nhìn có vẻ nhanh ấy nhỉ, đuổi. Con này nó đi tìm hơi hơi cao hay hơi thấp con này? Con lai kia tìm ác phết đấy nhỉ. Hai con nó cứ buổi sáng là nó lại thả ra, nó đi xuống suối đuổi con mình. Gặp nó tự đuổi, hai con tự đuổi suốt. Gà qué là thoải mái không cắn. Không cắn, không chịu gà. Gà vịt yên tâm. Này lưỡi nhỏ phết này. Đấy, con này tên là con Đen nhá. Anh em nào thích về săn chồn đèn bạc má mới săn sóc là được. Vâng. Chó 1 tuổi. 1 tuổi thì. Con này này mắt chứ cứ nhìn cũng thần kinh tốt đấy, không phải loại nhút nhát sợ sệt gì đâu. Tầm này mà anh em có đàn cho vào ghép vào đi săn là cũng cứ chơi luôn đấy. Tai dày nhỉ. Anh em nào thích thì liên hệ nhá. Con này giá mềm thôi, hợp lý. Cầy hương thì cũng được đuổi rồi nhưng mà chưa được cắn. Con này cũng cắn ác đúng không? Cắn là cắn nát luôn đấy. Đấy được rồi.